Chào các anh em. Trong những buổi livestream ấy, anh em đều thấy cái dàn loa này của mình, và mình cũng chưa từng bao giờ đăng bán nó hết. Mình mua cả năm nay rồi, mình không đăng bán. Tại vì ấy, cái loa này mình mua về để mình nhà mình chơi, mình nghe chứ không phải nhà mình chơi ấy. Mình buôn âm thanh nhưng mình rất đam mê âm thanh. Mình chơi chứ mình không bán. Đây là những loa mình tuyển ra những loa gọi là tốt nhất, nằm trong loa tốt nhất trên thế giới mình chơi. Ở đây có T-Rub Audio và FPT của Italia, Koda của Đức. Đây là những cái loa gọi là nằm trong những top loa hay nhất trên thế giới. Mục đích mình mua về để mình tham chiếu, mình so sánh. Đợt tới này hàng mình về nhiều cho nên là mình sẽ bán bớt đi. Đấy, anh em cảm thấy mua được bộ này mua. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu riêng về cái loa Koda. Koda này anh em đừng nhầm với cái loa Koda K nhé. Nghĩa là ở đây có cái một cái hãng ở Việt Nam gọi là hãng Koda, nghĩa là KODA ấy. Cái loa là Trung Quốc rất rẻ tiền, có mấy triệu một cặp thôi. Còn loa là mình là Koda, giống như Trung Quốc nó hay có cái kiểu mà Honda nhái theo Honda ấy. Cái loa này là Trung Quốc nó nhái theo là Koda nhưng mà nó thay chữ C bằng chữ K. Thì mình xin giới thiệu với anh em như sau. Cái cấu hình như này, cấu hình này gồm hai súp, hai la súp bát 5 tấc từ neo acti, nghĩa là nó liền công suất luôn, và loa full nó là 3 tấc từ neo rất chèn nhẹ. Đây là cái phân khúc cực kỳ cao cấp, loa này loa rất cao cấp. Một những bộ như này ở Việt Nam nếu mà ngày xưa mua mua mới ấy, mua nếu mà bộ này các bạn đi mua mới ấy, không bao giờ dưới 300 triệu ấy. Các bạn có thể lên mạng bạn sọt tìm loa Koda G512 gạch 96 ấy, thì anh em sẽ biết giá bán nào. Giá ở Việt Nam nó bán cái này khoảng độ 95 triệu một đôi full này. Thấy không? Rất chỉ đắt tiền. Cái loa này nó ngày xưa là 141 triệu một 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 cái súp này. Thì cái thông số kỹ thuật nó như sau. Cái loa full của nó ấy, là công suất Pro RAM là 1200W, 132 dB SPL nó ấy. Súp này thì 1000W active. Thì bộ loa cũ này ấy, bên mình sẽ bán dạ với giá là 95 triệu. Trong đó là tặng cho anh em một cặp chân loa 6 kênh này, trị giá gốc nhập là 800 nghìn. Và một bộ dây xịn. Đấy, dây tín hiệu xịn. Giá là khoảng độ hơn 1 triệu nữa. Nghĩa là cái chương trình tặng này nó, cái đồ tặng này nó kèm nó khoảng độ 2 triệu. Thì giá sản phẩm này là 95 triệu. Cho một bộ này gồm hai súp, hai full. Cái bộ Koda này được các kỹ sư của Đức sản xuất bằng thủ công rất nhiều, nghĩa là cái chi tiết mà của cái loa này ấy, nó sản xuất bằng thủ công rất chi nhiều, trong mạch phân tần thứ làm bằng tay hết, và mạch công suất người ta cũng hàn bằng tay rất chi nhiều, và cái số seri thậm chí số seri người ta in bằng tay cơ. Chút xíu mình sẽ cho anh em xem người ta vẽ bằng tay ấy. Cái độ giống như loa này là loa của các kỹ sư làm bằng tay, sản xuất hoàn toàn bên Đức, không dính dáng gì đến Trung Quốc thứ hết. Từ neo rất chìa nhẹ, đánh nó nhạy. Bộ này thích hợp chơi ở phòng khoảng dưới 80 mét vuông là anh em chơi thoải mái, chơi áp lực nghe hay. Thì một tí nữa mình sẽ mở lên cho anh em nghe. Nghĩa là cái loa này ấy, đôi khi anh em bỏ ra 95 triệu ấy, tưởng là đắt nhưng mà không không phải đắt tí nào. Bây giờ anh em ví dụ đi mua một cái loa, mình chắc chắn cái này nó đập chết những loa JBL anh em đang chơi ở nhà mà phân khúc mà tầm thế này. Anh em thử tính nha, bây giờ mình đi mua đôi loa full, bất cứ loa full nào từ châu Âu, từ châu Âu mang về đây ít nhất phải 30 triệu một 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 đôi rồi, đúng không? Cái súp này anh em đi mua cũng phải là 30 40 triệu một đôi nữa. Rồi một cái dàn đẩy để đánh súp,
để đến full của châu Âu nữa, không rồi equalizer rồi code server, anh em mua cái này về là chơi luôn, không cần bất cứ gì hết, chỉ cần ghi mixer vào là hát thôi, nó có đầy đủ công suất bên trong rồi đấy. Tính ra anh em mà bổ từng món ra ấy, nó rất chi là rẻ chứ không hề đắt tí nào hết đấy. Mình chơi mình tự mua mình ghép về còn đắt hơn. Bộ này mình sẽ bán với giá 8-5 triệu, nhưng mà kỳ tình ấy là bạn chưa có công suất, bạn mua đồ về, bạn mua men về, bạn giáp, thành ra đắt hơn này. Và cái này ấy, do là cái đây là cái bộ tiêu chuẩn của hãng, hãng nó tự nó chế tạo ấy, nó đã thiết kế ra rồi, như là cái súp này này, mấy phun này nó đi với nhau, chứ là các giải tần nó cân đầy đủ hết rồi. Anh em về không phải chỉnh cái gì hết, về cắm điện là chơi. Với chi phí cực kỳ rẻ chứ không hề đắt. Đấy, anh ấy mua những cái loa mà nó chưa công suất ấy, và mình đi tìm cục đẩy rồi tìm code server tìm thứ đó, nó đội chi phí cao lắm. Mình sẽ quay cận cảnh chi tiết cái sản phẩm này cho anh em xem, và mình sẽ mở nhạc cho anh em nghe thử nhé. Đây đây là cái full của nó, Koda. Anh em đi mua loa nhá, cái loa này ấy, là chữ chữ C Koda mới là đúng là loa Đức, còn chữ K ấy, là loa tàu. Nó nhái theo kiểu như kiểu là cái loa à, cái xe Honda, nó nhái theo Honda đó. Đây là cái full nó, full 30 từ neo, đánh rất là nhạy. Và cái súp 50 cũng từ neo luôn. Công suất của cái full này thì như sau. Cái model của nó là Koda G5296 này, trở kháng 8 ohm, công suất RMS của nó là 600, xuất RAM 1200, công suất peak là 2400, nặng 17 kg. Đấy, chính hãng của Koda Hanover Germany, nhà sản xuất tại Đức 100%. Thì đây là chiếc súp của nó, súp này Acti, nghĩa là nó liền công suất, nó liền công suất. Cái súp này nó cung cấp cho là 1600W RMS, nghĩa là khoảng 3200W. Tổng bộ này nó khoảng 3200W program. Đây nó gồm cái kênh nó cho súp này, súp súp bên 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 phải này. Đấy, súp bên trái thì nó đi thẳng vào đây. Hai súp, hai full. Cái này là ra kênh loa full trái, cái này full phải này, phải không? Đấy, điều khiển cái volume cho ba cái kênh ở đây. Đấy, volume tổng ở đây. Đấy, còn đề ra cắm nguồn. Cái này ấy, nó sản xuất tại Đức luôn. Và cái số series này thợ người ta làm thủ công này, vẽ bằng bằng tay bằng bút luôn này. Thời ngày xưa nó vẽ như vậy. Nhưng mà từ neo đánh rất chia nhạy nha anh em. Nghe chất âm hay lắm. Tí xíu mình mở cho anh em xem đoạn. Còn bên này cũng thế. Thì tất cả loa này của mình còn zin hết nhá, nhưng cái mút này nó mục, cái mút này thay rẻ lắm. Đấy. Cái này thích anh em mà thích thì mình thay cho. Nhưng mà để mình thích để nguyên bản này. Đây chỉ là cái mút chắn bụi thôi, lưới thì không bị ảnh hưởng gì hết. Loa thì zin 100%. Khi bán loa mình tặng cho anh em cái cặp chân này rất là đẹp này. Bên này cũng vậy. Để mình mở cho anh em nghe thử đoạn nhạc của nó nhé. Mình sẽ mở cho anh em nghe một đoạn nhé. Nàng như một đóa hồng phấn hương sắc theo hôn. Nghe cực kỳ tính chi tiết à. Cuộc tình đi qua trong em, nghe là tiếng cực kỳ chi tiết luôn. Trái tim vỡ tan, nhặt lại từng cái rụng rời. Nàng vẫn xót xa cho chính đời mình. Thấy không? Anh em nghe thấy không? Tiếng cực kỳ chi tiết. Vì cái nhạc này chắc chắn nó sẽ bị bản quyền đấy, cho mình xin phép mở đoạn ngắn thôi nhé.
Anh em nào mà có nhu cầu mua cái bộ loa này ấy, thì liên hệ với mình qua số máy 0386622784. Nói thẳng là bộ loa này để trong nhà anh em ấy, nâng cái tầng đẳng cấp ngôi nhà luôn. Dân mà dân gọi dân pro vào ấy, nhìn cực kỳ mê. Tại vì mua mới cái bộ này ấy, ở Việt Nam ấy, mình khẳng định chưa một ai dám mua mới ấy. Tại vì ngày xưa mới nó cả bộ này phải tầm trên 300 triệu. Mà cũ ở Việt Nam này không bao giờ có đến quá đến 5 bộ ấy. Mình xin dừng video tại đây và hẹn gặp lại anh em những video khác.